Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt ngữ Đài ATI FM. Tiếng nói từ Đài Loan, đối thoại cùng thế giới. Chúc mừng năm mới. Phương Thảo và Thu Trang xin chào tất cả mọi người. Không khí xuân năm mới đang tràn ngập khắp nơi. Đây là khoảng thời gian để sum họp bên gia đình, để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và là thời điểm cho những chuyến du lịch ừ thảo ơi tết năm nay em có đi đâu chơi không ừ tết năm nay thì em đã đi chợ hoa nè rồi đi xem phim và ăn rất là nhiều đồ ăn ngon còn chị trang thì sao ừ chị thì hình như đã lên cân vì bánh trưng rồi thôi vậy thì để em dắt chị đi chơi tết nha ok nhưng mà trước khi đi chơi chúng ta sẽ cùng đến với phần niềm tin đã nha đầu tiên là bản tin về sân bay thùng sơn đài loan và sân bay Matsuyama, Nhật Bản, nói lại các chuyến bay thuê bao, hơn 100 du khách Nhật Bản sẽ đến Đài Loan để tham gia lễ hội đèn lồng. Vào đêm trước ngày khai mạc lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2023, sân bay Matsuyama ở Ihime, Nhật Bản và sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc sẽ nói lại các chuyến bay thuê bao sau một thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và ngày 4 tháng 2, 180 du khách Nhật Bản sẽ có chuyến tham quan Đài Bắc với hành trình 5 ngày 4 đêm. Cục Du lịch và Truyền thông Đài Bắc chỉ ra rằng, ngoài việc tham quan lễ hội đèn lồng Đài Loan, đoàn du khách cũng sẽ đến thăm các địa điểm khác như Cung Từ Hữu ở Tùng Sơn, Tòa tháp Đài Bắc 101, bắt đầu đền thờ liệt sĩ, bảo tàng cố cung quốc gia, và đã đặc biệt lên kế hoạch cho du khách du lịch tự do, giúp cho những du khách đã đến Đài Loan lần thứ hai trở lên sẽ có những cảm giác khác biệt và trở nên yêu thích Đài Bắc hơn. Bà Trần Thục Tuệ, Giám đốc Cục Du lịch và Truyền thông Đài Bắc cho biết, năm nay, Đài Bắc sẽ tổ chức lại lễ hội đèn lồng Đài Loan sau 23 năm. Ngày 1 tháng 2 sẽ bắt đầu hoạt động thử nghiệm và ngày 5 tháng 2 sẽ chính thức khai mạc. Với sự kết hợp giữa đèn lồng nghệ thuật và phong cảnh của thành phố, thì dù ngày hay đêm vẫn có thể chụp được những bộ ảnh đẹp. Rất hoan nghênh các du khách Nhật Bản đến Đài Loan để xem lễ hội đèn lồng. Bà cũng nhấn mạnh rằng trong vòng 30 phút đi bộ ở thành phố Đài Bắc là có thể nhìn thấy nhiều cảnh quan khác nhau. Có thể đi tàu điện ngầm, để tham quan suối nước nóng và dương minh sơn hay đến đạm thủy để ngắm hoàng hôn và đi dạo hoặc đến phía đông bắc để ngắm biển đây đều là những thành phố có thể tham quan trong 30 phút tiếp theo đây là thông tin diễn viên lâm bá hoành và từ quang hán thành đô trong phim điện ảnh mùa valentine năm nay bộ phim được quan tâm nhất mùa valentine năm nay chính là chuyện về tôi và ma trở thành người nhà do hai nam thần mới của đài loan là diễn viên lâm bá hoành và từ quang hán thủ vai chính Ngoài ra còn có sự tham gia của ảnh hậu giải điện ảnh Đài Bắc Vương Tịnh, sẵn sàng mang đến cho khán giả một bộ phim hài với nhiều yếu tố bất ngờ. Bộ phim điện ảnh Chuyện về tôi và ma trở thành người nhà đã đưa đề tài minh hôn, đồng tính, chưa từng có lên màn ảnh rộng do đạo diễn Trình Vĩ Hào chỉ đạo. Trong phim, từ Quang Hán vào vai nhân viên cảnh sát kỳ thị đồng tính tên là Ngô Minh Hàn và vô tình phải làm đám cưới với hồn ma đồng tính do Lâm Bá Hoành thủ vai. Từ đó, một người một ma cùng đi tìm kẻ sát nhân đã giết Mao Mao và để anh ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là được lên thiên đàng và đầu thai. Từ Quang Hán và Lâm Báo Hoành thành đôi mới là tâm điểm của cả bộ phim. Đặc biệt là trong cảnh Từ Quang Hán khỏa thân trên đường, bất chấp hình tượng hát và nhảy ca khúc kinh điển đen sinh viva của nữ ca sĩ Thái Y Lâm và được người chồng Lâm Bá Hoành khen ngợi trong phim là tầm cao mới trong giới khiêu vũ và cho 100 điểm. Từ Quang Hán đã ngại ngùng nói rằng đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của anh cho đến nay. Nhưng khi được hỏi nếu ca sĩ Thái Y Lâm mời anh nhảy cùng thì anh có đồng ý hay không? Từ Quang Hán nói rằng nếu có được vinh dự này anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Diễn viên Lâm Báo Hoành thì cho biết vai diễn hồn ma này không dễ dàng như anh tưởng tượng. Trong phim có rất nhiều động tác, cử chỉ âu yếm mà anh chưa từng làm bao giờ. Nhưng với sự kết hợp khá là ăn ý với bạn diễn từ Quang Hán, anh cảm thấy rất là vui. Bộ phim Chuyện về tôi và Ma trở thành người nhà dự kiến sẽ ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 2, hy vọng sẽ đạt được những thành tích phòng vé tốt trong mùa lễ tình nhân năm nay. Và cuối cùng là bản tin đến từ báo VN Express Việt Nam. Lạm dụng thuốc giải rượu bia, nhất là vào dịp Tết, có thể khiến nhiều người gặp vấn đề về can do áp lực chuyển hóa thuốc. Uống nhiều rượu bia có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, do nồng độ cồn trong máu cao, tác động tiêu cực đến não và các cơ quan tiêu hóa. Nhiều người thường uống thuốc giải rượu bia trước và sau khi uống đồ có cồn với mong muốn giảm các nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bác sĩ tiến sĩ Vũ Truyền Khanh, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, nhiều người đang hiểu lầm thuốc giải rượu có khả năng giảm các triệu chứng do rượu mang lại. Tuy nhiên, các loại thuốc này gần như không có bất kỳ tác dụng nào trong việc giải rượu bia. Uống thuốc giải rượu không chỉ tăng áp lực cho gan, khiến gan làm việc vất vả để chuyển hóa chất mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Cho đến nay, không có một loại thuốc nào hay thực phẩm chức năng nào được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ công nhận có tác dụng giải rượu. Ơ, ờ, Thảo ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Mình cùng nhau đi khắp thế gian. Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi khám phá ẩm thực và cảnh đẹp của Hoàng Đảo Ngọc, Đài Loan. Yeah. yeah! các bạn chúc mừng năm mới thảo ơi con xì con xì chúc mừng năm mới chị trang hôm nay không đi chi tết hả mùng 6 âm lịch rồi nhớ thảo với mọi người quá nên là lên chương trình nè he he ủa ủa còn mùng là còn tết đó chị vậy thì dẫn thảo đi du xuân nha lại câu hỏi cũ chị định dắt em đi đâu hay là để em chủ động nha <laughs> thảo bây giờ hiểu chị quá trời rồi nè trời ơi thảo mà ủa vậy là hôm nay mình đi đạm thủy đúng không chị ôi hiểu tới mức này là tôi té ghế nhà bà nội <laughs> Không phải, là tại em vẫn nhớ là chị hay kể về Du Xuân ở Đạm Thủy đó. Cho nên em đoán tập này á là chị định nói về Đạm Thủy nè. Ừ đó, hai năm liền ăn Tết âm lịch tại Đài Loan. Sáng mùng một nào chị cũng đều ra khu Đạm Thủy chơi nha. Mà chính xác là đi lễ chùa đấy. Đi lễ chùa? Chị đã đi đâu? Ừ, năm đầu tiên chị đi Thiên Nguyên Cung. Em có biết nơi đó không? Dạ em có nghe nói, chị gái em cũng từng chụp hình ở đó đó. Nghe nói là ở đó tới Tết là đông người lắm. Ừ, năm đó chị đi chơi mà trời mưa lạnh lắm Ban đầu thì trời rất là đẹp này Mà chị mặc một chiếc váy trắng muốt Đến đầu giờ chiều, rét, mưa, run cầm cập Mà đặc biệt là đông người chen chúc nhau, chụp hoa đào Nhiều đến nỗi mà kiểu chị không dám đến gần luôn á Mà hồi đó lại còn đang vào mùa dịch nữa chứ Chị Trang gan ghê nha, đi đông vậy không sợ hả? Ê à, hồi đó mới đầu dịch nên là chưa biết sợ đâu em Mà chụp hoa mà đông người quá thì chị cũng không thích ý Toàn người là người Đứng xa thì thấy đẹp nhưng mà đứng gần thì chả thấy hoa đâu ấy. Ừ. Chụp ảnh lên này toàn thấy đầu với đầu thôi <laughs> Nhưng mà chị thấy cái kiểu đấy thì đúng như kiểu là thưởng ngoạn thôi Tức là đứng xa ngắm nhìn ý Chứ đứng gần thì lại không thấy đẹp nữa Ừ đúng là ở đó đẹp thiệt á Cái chùa cũng đẹp mà hoa đào cũng đẹp nữa Ủa vậy thì ở Thiên Nguyên Cung có gì hay hả chị? Ừ chị vẫn nhớ tập trước Thảo nhắc đến Thái Tuế với chị ý, Là vì hỏi chị xem mà chị có thích chuyện thần tiên không Nên à, hôm nay chị mới muốn kể cho em nghe về Thiên Nguyên Cung đây Ồ vậy thì Thiên Nguyên Cung thờ ai hả chị? thiên nguyên cung là một trong những ngôi đền nổi tiếng bởi sắc hoa đào tại đài loan nha bởi thời tiết lạnh và mưa thì hoa đào năm nay không còn nhiều nữa thiên nguyên cung là ngôi đền thờ đạo giáo nằm tại khu vực đạm thủy đài bắc này và thiên nguyên cung thì bao gồm vô cực thiên nguyên cung và chân nguyên thiên đàn mm. chính điện thiên nguyên cung thì thờ ngọc hoàng đại đế còn chân nguyên thiên đàn thì thờ các chư vị tiên phật được mô phỏng theo kiến trúc hình ống tròn của thiên đàn tại trung quốc thiên đàn ở đây có nghĩa là đàn thờ trời á không biết là Thảo đã nhìn qua cái hình ảnh của thiên đàn ở đây chưa nhỏ? Dạ chưa ừ. Thiên đàn thì có 5 tầng này Thì thánh điện tầng 1 là thờ Chí thánh tiên thiên thánh tổ vô cực trí tôn ừ. Nam thiên ngọc hoàng thiên tôn huyền linh cao thượng đế Bắc cực huyền thiên thượng đế Giao trì kim mẫu đại thiên tôn Hư không địa mẫu thiên tôn cửu thiên huyền mẫu đại thiên tôn Thiên phụ địa mẫu Linh phụ và linh mẫu Ôi nhiều quá chị Trang hay khó nhớ quá <laughs> ừ. ừ mình nghe tiếp tầng 2 nha ừ, ừ. Tầng 2 là có Vô Thượng Tam Phật, Vô Thượng Phật, Vô Thượng Nguyên và Vô Thượng Chân. Tầng 3 thì có Vô Cực Kim Quang Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Vô Cực Vương Thiên Quân, Vô Cực Thác Tháp Thiên Vương. Tầng 4 thì có Vô Cực Ngũ Lão Trung Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân này, Tây Hoa Thánh Mẫu, Nam Hoa Đế Quân và Bắc Hoa Đế Quân. Tầng 5 thì có Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Và vì trời mưa và lạnh ấy nên là chị không có thời gian để tham quan và tìm hiểu kỹ hơn hơn nữa là dịch bệnh nên là các tầng lầu thiên đàn người ta đã không cho mở cửa để vào xem ừ chị trang đầu văn vách như là kiểu thực sự rất hiểu về nó gì đó ừ thật ra thì chị đã từng có viết cái trải nghiệm về nơi này sau khi chị đến chơi nha Ừ, thậm chí nói vui với Thảo là Cái năm đấy là chị vừa mới xem cái phim về Đông Hoa Đế Quân xong ờ, này ừ. Rất là háo hức muốn đến xem <laughs> là uh, Nếu mà người ta dựng tượng ấy trông như thế nào ừ. Nhưng mà bị cấm vào tham quan ở cái tầng bên trong á Nên là thấy rất là tiếc Ờ, thế nhở Ừ, chứ năm đấy còn đang đắm chìm trong cái thế giới tần tiên của phim <laughs> á Rồi là mình xem xong rồi mình tưởng tượng Xong ừ. rồi mình nghĩ là nếu mà mình đi thiên ngân cung Thì sẽ cảm thấy nó rất là kỳ diệu á Ờ, nhưng mà em thấy á là nơi linh thiêng như vậy mà mọi người cứ tới để chụp ảnh đông đúc quá thì có khi nào mất cái giá trị linh thiêng không chị? Ừ. Nhưng là ở trong mùa dịch á có thể là sẽ nơi bùng dịch á. Ừ đúng vậy á. Mà chị nghĩ là không chỉ có Thiên Nguyên Cung đâu mà có rất nhiều điểm du lịch khác á, mình cũng cần phải cẩn thận ừ. khi vào mùa dịch. Cá nhân chị thì chị thấy là chị thích đi và án cảnh chùa hay là bất kể những uh, nơi nào đó vắng người một chút thì tốt hơn. Nhưng mà cũng không thể nào ích kỷ như thế đúng không? Bởi vì <laughs> đã là nơi mà địa điểm du lịch này để đi ngắm cảnh thì không chỉ có mình mình mà rất ừ, nhiều người người wow. ta muốn đi nữa hay là chị Trang kể thêm về thiên nguyên cung đi em thấy hấp dẫn quá à uhm, em muốn biết thêm về điều gì chưa rộng quá chị cũng không biết kể từ đâu nữa uhm, là 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 thiên nguyên cung đã mở cửa chưa chị ui mở cửa thì chắc là vẫn mở nha chị nghĩ là nó đã được mở rồi đấy vì, vì bây giờ đài loan mở cửa du lịch rồi mà ồ ừ. nhưng mà điều này thì không chắc chắn có khi vào tết năm nay mình phải đi xem mới biết được à em nhớ ra rồi em muốn hỏi á là ngoài thiên nguyên cung ra ở khu đạm thủy chị còn đi chùa nào nữa hay không à có nha chính là tết vừa rồi đó thì mỗi năm chị đi với bạn lại một nơi khác nhau ừ em thấy ngày đầu năm mới á mưa vừa to vừa lạnh mà em nghe nói là thời tiết đầu xuân y như là xuân miền bắc ở việt nam vậy đúng không chị ừ vậy là chị ở đây mấy năm chắc cũng quen với cái thời tiết vừa mưa vừa lạnh ở đây rồi ha em thì thấy á, tuy là hơi lạnh, hơi mưa nhưng mà vào những ngày đầu xuân á, không khí tươi mới sắc xuân lắm luôn á. Hey, tuy là quen nhưng mà vẫn thấy lạnh em ơi. Có điều tụi chị đều bảo là nếu tết mà không lạnh thì không còn là tết nữa. Không hiểu bên <laughs> trong thành phố của em thì như nào nhỉ? Bên trong em thì chỉ là hơi hơi lạnh thôi. Uhm, ừ. Nhưng mà chị thấy là đi chùa đầu năm mà trời hơi xe xe lạnh thì thích hơn là trời nóng nực đó. <laughs> năm ngoái bọn chị có chọn đi chùa là Nguyễn Đào Quan Ninh Mèo, tạm dịch là chùa Duyên Đạo Quan Âm nhá. Ở cái chỗ đấy á, người ta chia làm rất là nhiều khu này và mấy đứa chị thì phải đi ké xe ô tô của bạn À, nên là may quá không phải đi bộ nhiều nếu không là em sẽ phải đi uh, xe buýt đến đó xong rồi em sẽ phải đi bộ đến ừ. những cái địa điểm trong đó. Tụi chị thì tới cái khu triển lãm tranh sơn dầu về kinh kim cang trước có một cái bức tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay với kích thước rất là lớn á. Wow. và chị có tra trên mạng thì cái bức tượng này được ghi vào kỷ lục Guinness luôn. Wow. Ừ. và khu đó thì còn đang xây sửa chưa được hoàn thiện ấy. ừ. chị nghĩ là năm nay nếu mà nó xây xong rồi thì chắc là rất là đẹp. <laughs> nhưng cũng rất là may mắn vì cái khu đấy nó quá là rộng nên là ban tổ chức người ta có uh, xe đưa đón từ cái ừ. khu kinh kim cang uh, di chuyển ra đến chùa duyên đạo quan âm Bọn chị đã bắt cái xe chuyên đưa đón khách tham quan để di chuyển tới chùa, khu vực chùa Duyên Đạo Quan Năm ấy thì là nơi có 33 pho tượng các vị Bồ Tát, nhưng mà hôm đó thì do là dịch nên là người ta không có mở cửa ừ. cho mình tham quan tại vì ở xung quanh đấy bao gồm là sân vườn này và ừ. đằng trước đằng sau của cái chùa thì đều có người nó nằm dài rác ở đó ừ. nên là nếu mà em có dịp được đến cho mình mở cửa tham quan thì mình có thể đi tìm hiểu các pho tượng nằm ở đâu và ừ. là pho tượng của vị Phật nào và có ý nghĩa gì ở ngoài trời đối diện với cây lưu hương ấy thì mình nhìn thấy được là một trong 33 pho tượng đấy là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trụ Long Quá Hải. À. Ừ. Vậy thì ngoài việc có 33 pho tượng Bồ Tát ra thì còn có gì đặc biệt không chị Trang? Ừ. Có hai thứ rất là đặc biệt mà lần đầu tiên chị được trải nghiệm nha thứ nhất là việc mình mua hương để lễ này, ủa mua hương lễ là sao chị? em tưởng ở bên này á người ta hay phát miễn phí cho mọi người một cây á và chỉ được một cây thôi. Ừ, cũng rất là đặc biệt ý thì bình thường là chị đi chùa chị cũng thấy là người ta sẽ phát miễn phí và ừ. chỉ được châm một hương thôi, ừ. không thì sẽ rất là lãng phí đúng không? nhưng mà ở chỗ này đặc biệt lắm là tức là mình sẽ phải tự mua mà mọi người chen chúc nhau ấy chị còn chưa biết nó <laughs> là cái là... gì cái lúc mà mình chen được vào rồi mình mình thấy là người ta bán cái cây hương nhá nó ừ. vừa dày vừa ngắn này nhưng mà nó có rất nhiều màu và nó rất là thơm ừ. đúng và một trăm tệ một cây và mũ một màu thì tượng trưng cho một ước nguyện ví dụ như là màu vàng nhạt thì đại diện ừ. cho bình an này màu tím là may mắn này màu nâu ừ. là sự nghiệp có nhiều người chị thấy tham lắm mua phải đến 10 cây á <laughs> nhưng chị nghĩ là chị chỉ lấy một hai cây thôi ừ. chứ mà lấy nhiều quá mình thấy mình có tham không quá tham mà đúng không vậy ừ, người... tình duyên thì mời gì chị không nhớ hình chân <laughs> màu gì hình như mình chân cầu tính ra à? tại vì đợt đó là đang mong muốn là chuyện học hành và công việc được thuận lợi ừ. nên là chỉ xin một cái thôi ừ. nghe chị tranh kể mà em muốn tới đó xem quá à. chưa bao giờ đi chỗ nào kiểu vậy luôn á Ừ, chưa hết đâu nhá vì trời mưa và dịch này nên là tụ chị phải xếp hàng dài mới tới được gian bên trong đó bạn bè chị thì nó ngại mà vì là phải đứng chờ xếp hàng rất là dài để vào ừ. sau đó để lại còn phải cởi giày ra đi vào mà trời thì mưa nên chúng nó lười nó đứng ở ngoài á khi mà chị đứng để xếp hàng để vào này thì chị sẽ nhìn thấy một cái tượng Phật rất là lớn ở bên trong, một cái gian rất là rộng. Thì ngoài ra thì ở bên tay trái chị nhìn nếu có một cái tháp uh, đi vào gần thì chị mới thấy, hóa ra nó là kim tự tháp năng lượng ừ. với bốn mặt đại diện cho trí tuệ này, tài vận này. Ừ. sức khỏe và tình duyên thì em có thể là đứng trước cái mỗi mặt mà em mong muốn à. thực ra là lúc đầu chị cũng không hiểu chuyện gì đâu chị cứ thấy mọi à? người đứng trước cái mặt đó mọi ừ, người cứ ừ. đứng im á mọi người đứng im nhắm mắt ừ. thì sau khi mà chị đọc được cái hướng dẫn ở dưới chị mới biết là khi em mà mong muốn cái mặt nào thì em đứng ở đó trong một khoảng thời gian và cảm nhận cái năng lượng nó đang chảy trong cơ thể mình cảm thấy mình rất là có duyên mà may mắn khi được đến đó không biết là người khác thế nào nhưng đối với chị đấy là một cái duyên rất là lớn ừ còn một điều mà chị cũng rất là tâm đắc chính là lúc nãy mình đã nhắc đến là ban tổ chức người ta có chuẩn bị xe đưa đón cho mình di chuyển từ điểm này đến điểm kia ấy yeah. thì mỗi một lần lên xuống này họ đều có một cái bậc thang nối từ xe xuống dưới đất để cho mình đi bước từ trên xuống mình cảm thấy ừ. là họ rất là tỉ mỉ mà chu đáo em nghĩ là cái bậc thang đó cũng có thể là dành cho những người lớn tuổi ấy người ta sẽ không thể nào mà lựa chọn à khách nào cao tuổi mới đưa khách nào ừ. trẻ thì không nhưng vì cả cái xe đấy toàn là người trẻ ừ. mà thậm chí họ thấy bọn chị là con gái bác ấy còn bà là đưa tay đây bác ấy đỡ bởi vì là cái đường ở rồi nó rất trơn và ừ. ướt vì trời mưa to mà à, việc người ta phục vụ chú đáo như thế mình cũng ừ. cảm giác là muốn mong muốn quay lại lần sau luôn đấy nghe trang kể hấp dẫn thật sự luôn á hay hôm nào trang có đi thì rủ em đi với <laughs> ý nhưng mà nếu mình không tự lái xe đến đó được á, thì chắc phải lại đi xe buýt hả Uhm, cái này thì chị chưa tìm hiểu nhưng mà chắc là phải đi xe buýt mới tới nhưng mà như thế thì thảo có muốn đi không mà em mà chị được biết là thảo theo đạo mà thì em có thích đi chùa không em thấy mình đi tham quan chùa cũng được mà chị tại vì em thấy bên này á, họ thiết kế chùa chiền cũng đẹp lắm ừ. mà thật ra là sáng mùng một em cũng đi nhà thờ rồi nên mấy ngày khác ở nhà chơi hoặc là đi ăn với bạn thôi à cũng không có nhiều kế hoạch cho lắm Ừ, không biết là sáng mùng 1 Tết thì người Đài Loan thường hay làm gì nhở nhưng mà chị cũng thấy họ hay ra chùa cầu bình an lắm và nếu như em còn nhớ về sự tích về Tết của người Đài Loan thì chắc là cũng biết họ có rất nhiều tập tục giống giống mình á. Ừ ừ. À mà chị ơi Tết thì ở khu đạm Thủy á chắc không có gì mới nhở. Ừ, chắc là vì dịch căng thẳng nên là những năm chị ăn Tết ở đây á chị đi ra đấy thì chị thấy cũng vắng lắm cũng không có gì cả mà khu đạm thủy thì tuy rằng là vẫn có mở hàng ăn uống nhưng ừ. mà nó không tấp nập như mọi khi thậm chí là giá cả chỉ thấy nó cũng hơi đắt hơn chút nữa ấy. thôi thì nếu mà không thì mình đi vãn cảnh ừ. mình sẽ quay về lại đài bắc để ăn cho nó sướng ừ nhờ tới ở đài bắc thì cũng không đến nỗi vắng vẻ cho lắm không biết ở các vùng khác ở đài loan thì ra sao ừ, chắc là mọi người cũng ăn uống quây quần trong nhà thôi ừ, chị có người bạn thì sống ở dưới đài nam ấy bạn ấy nói là mấy ngày tết thì hàng quán ít mở lắm ừ đấy thảo em đã đi cái nhà thờ gạch đỏ ở đạm thủy bao giờ chưa Ý cái nhà thờ đẹp đẹp phải không chị? Em có đi ngang qua thôi ạ à, mà chưa có vào bên trong Về nhà thờ thì chắc là Thảo dành hơn chị rồi mà nhở <laughs> Em cũng biết sơ sơ thôi hà Nếu đó là cái nhà thờ mà gạch đỏ mà chị đang nói tới á Thì đó là nhà thờ Đạm Thủy Ê, Tên là nhà thờ Đạm Thủy á? Dạ, dịch từ tên Tan Shui Li Bai Thắng Nhà thờ này là do đức cha tiến sĩ George Leslie Mackay Từ giáo hội trường lão ở Canada đến Đạm Thủy để truyền đạo, dạy học và chữa bệnh Tuy không phải là kiến trúc sư, nhưng ông đã xây dựng rất nhiều kiến trúc xuất sắc và có ý nghĩa. Đây là nhà thờ đầu tiên do ông tự tay thiết kế, xây dựng vào năm 1932 và vẫn giữ được những nét kiến trúc xưa cũ cho tới hiện nay. Nhà thờ này được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic của thời kỳ phục hưng. Đây là một trong những kiến trúc nhà thờ thịnh hành vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tường bao quanh nhà thờ đều làm từ gạch đỏ và trải qua hơn 80 năm vẫn không có gì thay đổi. Ừ, thế còn chữa bệnh thì sao? ông vừa là mục sư vừa là bác sĩ hay sao? Ừ, tuy không phải là bác sĩ, nhưng ông đã học qua về giải phẫu và sinh học. Ông tổ chức miễn phí các hoạt động chữa bệnh ngay tại nhà mình, rồi dạy người dân các kiến thức về vệ sinh, giới thiệu cho dân trồng các loại rau củ như là củ cải, cà rốt, cà chua, súp lơ. Chị có biết về bệnh viện kỷ niệm MacKay không? Ừm, chị có nghe nói. Ừm, tiền thân của bệnh viện đó chính là do mục sư MacKay sử dụng số tiền nguyên góp có được khi quay về Canada và tới Đài Loan xây dựng bệnh viện đó. Wow, thật không ngờ là một sư Mắc Cây có đóng góp không nhỏ cho Đài Loan nhỉ? Ừ, chưa hết đâu chị. Còn có một địa điểm cũng liên quan tới mục sư Mắc Cây nữa. Đó chính là trường đại học chân lý, Trinity lý ta À, trường này chị có tới chụp ảnh rồi nha. Nó đẹp thật sự luôn đó. ừm Bạn chị học ở đó, nó bảo là có mấy lần học đúng vào cái tòa nhà mà có cửa sổ nhìn ra biển nhiều hôm nghe thầy giảng bài mà đầu óc cứ như trên mây mơ màng nhìn ra biển nắng vàng luôn á oh, đúng rồi và kiến trúc trường này thì siêu đẹp đúng kiểu kiến trúc cô thích luôn ừ, đúng rồi và trường đại học chân lý này á được thành lập vào năm 1882 với tên trường là trường Oxford và thời điểm đó thì học viện Oxford là ngôi trường ảnh hưởng của giáo dục phương tây đầu tiên ở Đài Loan đồng thời cũng là ngôi trường tiên phong trong giáo dục phổ thông wow hóa ra ban đầu tên trường là Oxford à ừ. nghe xịn xò thế nhở mà chị nghe nói trong trường cũng có rất là nhiều kiến trúc đẹp. Ừ, đúng rồi đó, trong trường có bốn tòa nhà đặc biệt. đầu tiên đó chính là mục sư lộ, xây dựng vào năm 1906, vì đây là ngôi nhà phục vụ cho các vị mục sư, do đó nó còn được gọi là tòa nhà mục sư. thì sau này nó mới trở thành tòa nhà hành chính của đại học chân lý, hay còn gọi là hổng lộ. wow. Ừ. còn tòa nhà thứ hai đó chính là khu nhận lộ. Tòa nhà gạch đỏ theo phong cách phương Tây thanh lịch được xây dựng vào năm 1906 với tư cách là nơi cư ngụ của nữ hiệu trưởng của trường nữ sinh đạo thủy và nữ giáo sĩ Hannah Cohen. Còn tiếp theo cái tòa nhà thứ ba đó chính là Maitre Coulthorpe là ngôi nhà cổ Mackay được xây dựng vào năm 1875 từng là nơi ở của mục sư George Leslie Mackay cho đến khi ông qua đời vào năm 1901 và năm 1965. Đại học Trương lý được thành lập và ngôi nhà được sử dụng như một thư viện, sau đó là một nơi thực tập cho các sinh viên ngành khách sạn, và cuối cùng là một nhà khách cho các trường đại học. Các thành viên của gia đình Mackay sẽ ở lại đây mỗi khi đến thăm đạm thủy. Ngôi nhà vẫn giữ được tầm quan trọng, mang tính biểu tượng so sắc và lâu dài cho hội thế nhà Mackay. Wow, thú vị nhỉ? Chị có cảm tưởng như là ở uh, những cái tòa nhà kiến trúc trong này nó đều có mang tính lịch sử. Ừ, dạ đúng rồi. Ừ. Còn tòa nhà cuối cùng đó chính là Chào sư Huê Quảng được thành lập vào năm 1875, ngôi nhà truyền giáo được thiết kế theo phong cách phương Tây màu trắng này được xây dựng bởi mục sư Mackay vào năm 1875 và là nơi cư ngụ truyền giáo thứ hai cho các mục sư phụ tá của ông. Tòa nhà này á cũng phục vụ như một trường học từ thiện cho phụ nữ sau khi các nhà truyền giáo chuyển đi. Và năm 1971 thì nó đã trở thành nơi ở của hiệu trưởng trường đại học chân lý. Và năm 2009 Đại học Trân Lý đã khôi phục tòa nhà để tưởng nhớ các nhà truyền giáo đã cống hiến cuộc đời của họ cho sự phục vụ của đất nước này và người dân. Uhm, chị có cảm tưởng như là tất cả những kiến trúc đẹp của Đài Loan này nó đều có ảnh hưởng của phương Tây. ấy uhm. Mà nói tới mấy tòa nhà này thì chị nhớ ra là có một cái tòa nhà đối diện với trường chân Lý nha. Và uhm. nó có một màu trắng thì người ta hay gọi nó là xẻo bái cung á. Uhm. Chị tạm dịch nó là tòa nhà trắng nhỏ. Thì nhìn nó cũng hao hao cái căn nhà tưởng niệm mắc cây mà em vừa nói đó. Ừm. Uhm căn nhà này được xây dựng từ năm 1870 thì từ thời xưa ấy nó là văn phòng hải quan và thuế uh, của thời nhà thanh và nay là trở thành một uh, di tích lịch sử chị thấy nhiều người nổi tiếng tới đây chụp ảnh lắm kể cả từ Việt Nam qua ấy cũng tới đây để check in chụp ảnh Ê, nếu nói về tòa nhà màu đỏ thì hình như là chúng ta còn bỏ sót một địa điểm nữa đó uhm, có phải là nơi chị đang nghĩ trong đầu không nhỉ uhm, chính xác đấy chị Thế cuối cùng nó là điểm gì điểm này thì nhiều người biết hơn là mấy căn nhà ở trong trường đại học chân lý đó Nơi mà em nói đến đó chính là Hùng Mão Trấn. Hùng Mão Trấn hay tạm dịch là Hùng Mão Thành, hay còn gọi là Pháo Đài San Domingo, được xây dựng bởi người Tây Ban Nha vào thế kỷ 17. Sau đó thì người Hà Lan đã đánh bại người Tây Ban Nha và chuyển tên thành Hồng Mau Thành. Chúng ta có thể ngắm hoàng hôn từ vị trí này thì đây là một trong những địa điểm rất thu hút khách du lịch tại Đạm Thủy. Hey. Hôm nay mình đi du xuân mà từ chùa chiền, nhà thờ rồi tới các di tích lịch sử tại Đạm Thủy, chị thấy chị thu lượm được rất nhiều kiến thức nha. Ừ, em thấy là chẳng thể nào nói kỹ được hết á, tại vì nhiều quá. Điểm qua thì may là còn kịp á. Ở Đạm Thủy á, đúng là có rất nhiều nơi để đi luôn, mấy ngày Tết chẳng đi hết được đâu chị. Ừ, nếu mà đi du xuân thì chị chỉ nghĩ đi chùa thôi chứ làm sao mà đi hết được các điểm. Mà nói đến chuyện này là mình lại nhớ, chị cũng có mấy người bạn đến Đài Loan chơi, mọi người đều bảo. Sao Đài Loan chán ấy, chả có chỗ nào chơi <laughs> ngoài việc ăn Ờ, dễ á Trong khi mình làm chuyên mục mình thấy đọc mãi không hết Có khi mọi người không biết á Ừ, do mọi người không biết ừ. Hy vọng là mọi người nghe chương trình của mình để có thể biết tới nhiều hơn nha Ừ, đúng rồi đó Mà đến Đạm Thủy á, thì chị Trang cũng đừng nên bỏ qua khu phố cổ Đạm Thủy nha Ờ, ừ, nhắc lại nhớ à, Chính ra là chị định dẫn Thảo ra đó ăn uống sau khi đi chùa về nè Ở đó có rất là nhiều đồ ăn vặt Mà Thảo thì thích ăn món gì? Ừ, em thích cái món, cái tên tiếng Trung của nó là Ai Kỳ là cái món mà đậu phụ rồi phía bên trong là người ta sẽ bao thêm miếng tàu á oh. Ừ. rồi trang nước sốt lên trên hoặc là cho thêm một ít ớt với lại em thích đi mua kem thổ nhĩ kỳ á à cái kem mà người à. thổ nhĩ kỳ bán đúng không ờ à, à, cái kem mà mình đưa tay mình lấy cái xong chủ quán giật lại <laughs> nhưng mà xem xong mình thì tức lắm mãi <laughs> mà không được lấy cái kem <laughs> à. còn chị thì chị thích ăn món gì ừ, uhm, chị hồi xưa thì thích ăn mực nướng nha nhưng mà bây giờ chán rồi à, rồi có một thời gian thì thích ăn cái xẻo lúng bao ở trong khu phố cổ á nhưng mà giờ ăn nhiều cũng chán luôn rồi giờ thì thích ra để chơi thôi. Ờ, vậy để em kể thêm về khu phố cổ đạm thủy nha. ok để nếu mà ai đó không biết thì sẽ hiểu hơn trong cái chương mục này của chúng ta đạm thủy á là một thị trấn nhỏ đầy lịch sử nằm ở cửa ra của hệ thống sông đạm thủy trong lưu vực Đài bắc có nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ phía bắc đài loan cảng thương mại được bắt đầu hoạt động từ năm 1858 đây cũng là cảng đầu tiên được phát triển ở phía bắc đài loan mặc dù khung cảnh nhộn nhịp của các tàu buôn không còn nữa, nhưng đi bộ trên đạm thủy thì mọi người có thể nhìn thấy các tòa nhà theo kiến trúc phương Tây, kiểu Phúc Kiến, kiểu Nhật Bản cũ và chúng dường như đang kể về lịch sử lâu đời của thị trấn này từ sự chiếm đóng của người Tây Ban Nha vào năm 1629, sau đó là người Hà Lan xâm lược vào năm 1642, rồi trải qua sự cai trị của chính quyền nhà Thanh và các sự kiện lịch sử dưới thời Nhật trị. Ừ, đúng thế, chị thấy nếu mà tới đạm thủy á thì đi bộ chính là một cách hay để tận hưởng nó. Nếu mà Thảo và các bạn thính giả biết rõ hơn về các con đường ở đây ấy, thì sẽ thấy là đường Trung Trân này, phố Trân Lỷ này, phố Trúng Chiên này, phố San Mín và phố Trinh Sủy là những con đường mang đậm phong cách cổ kính của những nét kiến trúc qua các thời kỳ khác nhau. Ừ, đúng rồi đó. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đi thuyền từ đảo Thủy tới đảo Ba Lị và đảo Thủy tới Đài đạo Trình và có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông Đạm Thủy Vậy thì à, phố cổ Đạm Thủy được tính từ đâu tới đâu nhỉ? Nhiều nơi dùng từ Đạm Thủy quá. Ừ, phố cổ Đạm Thủy á, thường dùng để chỉ khu vực từ đường Trung Trần, từ khu vực lân cận Bến Phà đến giao lộ với đường Trong San, bao gồm cả phố San Miễn và phố Trọng trên cạnh đó. Nếu chị không nhớ tên phố á, thì chị hãy để ý. Ở trên con phố cổ, có thể thấy những ngôi nhà còn giữ lại một phần vẻ đẹp của các tòa nhà cũ. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cửa hàng đồ cổ, đồ thủ công mỹ nghệ thể hiện hương vị cổ kính của nơi đây. Ừ, Thảo nói thì chị mới để ý nha Mà thật ra là chị rất là hay xuống khu đó chơi ấy Và nhiều lần chị đi thì chị sẽ hay đi tàu điện ngầm xuống này ừ. Sau đó thì lấy xe đạp thì đạp từ ga tàu đi qua các con phố cổ Và xuống thẳng tới bến cảng Ngư Đầu Đạm Thủy Ừ đúng rồi đấy chị Cảng Ngư Đầu nổi tiếng là điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp của Đài Bắc Và cũng là nơi tốt nhất để thưởng thức hải sản tươi ngon đó Ủa không phải là ăn hải sản thì đi cảng Cơ Long sao? <laughs> thì cảng Đạm Thủy cũng là một trong những cảng lớn ở Đài Loan mà chị. Ừ, đây là một trong những cảng cá quan trọng trong thời kỳ đầu lịch sử của Đài Loan. Thì ngày nay, cảng đậm thủy vừa giữ chức năng là bến cảng cho các bến tàu đánh cá, vừa đóng vai trò là... Là địa điểm du lịch quan trọng của Đài Bắc đúng không? Ừ, chị Trang chọc em hoài. <laughs> ừ, Thảo đi làm hướng dẫn viên cũng hở lắm đó. À mà chị thấy nhá, nếu mà không đủ kiên nhẫn để đi uh, bộ từ phố cổ tới cảng này, thì có thể đạp xe hoặc là đi xe buýt cũng được. Mà chị thấy thì đi bộ hoặc là đạp xe là hay nhất á. Mình có thể chậm chậm thưởng thức cái không khí ở đây Thật sự mà chị đã từng nghĩ là Chị thích sống ở dưới đấy hơn là ở trên này Bắc á ừ. Nếu không phải là vì công việc Thì chắc là chị chuyển xuống đó sống luôn rồi ấy mà nói đến dễ chịu á Em có cái này muốn giới thiệu cho chị Trang nè ừ, Là nơi nào đó Chị nghe tới đài tự niệm một giọt nước bao giờ chưa À IT e. suy chi niên quản phải không ừ. Là cái ngôi nhà theo phong cách Nhật đúng không Ôi chị Trang đi rồi á Chị chưa đi nhưng mà chị có đọc qua và xem hình về nó rồi nha Nguồn gốc của cái tên đài tưởng niệm giọt nước thì là để tưởng nhớ ngài Mizukami đã kế thừa triết lý thiền giọt nước của thiền sư Nhật Bản trong suốt cuộc đời của mình. Ông chủ trương quý trọng tài nguyên của vạn vật dù chỉ là một giọt nước tầm thường. Nếu ai mà yêu kiến trúc và lịch sử thì chắc là thích đi xem chứ không thì lại thấy chẳng có cái gì cả. Ừm, em thấy nghe chiếc lý này cũng hay ha chị. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những địa điểm khác như là đảo Bali, Bali Tòa An Công Duyện hay là Bến Hải Quan, Hải Quan Mà Thổ. Và từ khu phố Đạm Thủy đi qua đó sẽ đi tới bến Cảng Ngư Đầu. Chỗ đó thì có rất là nhiều quán cà phê xinh xắn và nhà hát kịch Vân Môn. Bên cạnh cái nhà hát Vân Môn á, thì có một cái tiệm Starbucks đẹp lắm chị Trang ơi. Em chắc chắn là chị sẽ thích. À, chị có tới khu đó một lần nha. Ê, cái quán cà phê Starbucks thì đóng cửa rất là sớm á. Ủa dạ? Hôm đấy thì hình như là 4 giờ chiều. Chị lò mò tới thì người ta bảo là người ta sẽ không nhận thêm khách vào đến ngồi nữa à, mà chỉ có mua mang về thôi. Và lần đó là một lần chị đi tham dự một cái chương trình hòa nhạc ngoài trời dành cho trẻ em. Ừ. Khá là thú vị. Ủa sao quán cà phê mà đóng cửa sớm nhờ? Em thấy Starbucks ở Đài Bắc toàn là tới 9 giờ mới đóng cửa. Chắc khu đấy nó hơi hẻo lánh á. Tức là mình phải đi bộ rất là sâu ở ừ, bên ừ. trong. Năm sáu giờ chiều đấy chẳng có nai nữa đâu mà. ấy mà nếu như ở bên Bali á, thì chỉ có đi qua cái bảo tàng sự sàn hàng bố của Quang chưa? Thật sự là vì chị chưa đi qua đảo Bali bao giờ nên là cái bảo tàng này chị cũng không biết luôn. Có gì hay à? À, bảo tàng đó thì chỉ là trưng bày về cuộc sống của người dân tộc thiểu số Đài Loan á, à. với lại một số khảo cổ thôi À. Wow. Chủ yếu là chỗ đó thiết kế đặc biệt. Nhiều khi mình nhìn thì thấy bình thường, <laughs> nhưng nếu ai mà biết chụp ảnh á, thì chụp lên rất là đẹp. Ôi trời ơi! Ôi, giật mình, sao vậy chị Trang? Trễ giờ rồi, chị đi đạm thủy chơi đây lêu lêu. Ôi, đợi em với, kỳ quá à. Chị đi nào. Ừ, vậy thì chương trình của chúng mình xin tạm dừng tại đây nhé ngày hôm nay đã có rất nhiều địa điểm thú vị trong tập du xuân ở Đạm Thị rồi mong rằng các bạn sẽ thích. Bye bye. Bye bye.